Vướng cành cây rồi. Bỏ cái xe cái ra anh ơi. Bỏ cái xe cái ra. Đẩy ra về phía ốp, về phía mặt kia đi. Cẩn thận, máy kia nào. Đẩy về phía tường đi, kiên con. Kiên con ơi. Đẩy về phía kia chứ mày đẩy về phía đấy. Ôi giời, xinh như cậu ấy mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái ông bên ngoài là vít xuống một tí. Ông bên này vít xuống, kéo răng lên một tí. Kéo ra kia. Có vừa không anh Thành ơi? Vít xuống, vít khỏe xuống. Vừa không? Lu cả lên luôn. Đấy. Vít xuống em ơi. Rồi kéo ra kia đi. Kéo dịch sang bên kia. Kéo dịch sang bên kia đi. Đấy, đang kéo cái này nó đầu tiên là nào bên kia chứ. Đấy, đang kéo bên kia kìa. Đỡ nhá. À, Dũng ơi, Dũng ơi, đỡ đầu đấy nhá. Đỡ đầu đấy mà nó bật ra đây đấy. Đỡ, đẩy lại mà nó bật lại cho em ấy. Nó vướng. Nó cá lên rồi. Nó cá lên cái khung này rồi. Hơi lên đi một tí. Lên đi một tí. Nó đang ngồi lên cái khung dưới kìa. Cơ bản là vướng cành cây kìa. Cẩn thận nó bật cây dung dung nhé. Rùa dần vào được không? Rùa dần vào được. Lấy tay vít cành cây ra em ơi. Đẩy dần vào trong được không? Bảo cái cậu trên kia lấy tay. Anh à, anh bảo bạn ở trên kia lấy tay vít cành cây cho nó khỏi vướng khỏi xích đi á, thì mới chỉnh được. Cẩn thận không có nó bẻ cả cái mái xuống bây giờ. Lên đi, không có đừng. Kéo lên đi em ơi. Lên đi, có bẻ mái bây giờ. Kéo lên đi. Kéo lên đi em cho. Em bảo đấy em thả nó giống như cái mặt này nha, nó đưa qua kia đầu nó bẻ. Bẻ cái đầu qua đấy nó lên chùa qua đâu. Không phải đâu anh ơi, vấn đề bây giờ là cái cành cây kìa. Chưa hỏi hết đâu.